Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Xin chào các đom đóm fan của Jack Z97. Có thể nói là sau cái màn chúc mừng 8 tháng 3 cho các nữ đom đóm, cho các bà đom đóm rất là được hưởng ứng, thì có thể nói Jack đã có những hé lộ cho ca khúc mới chính thức trở lại đường đua âm nhạc. Ngày 8 tháng 3, Jack trung là T-shirt ca khúc mới mang tên là Một Thằng Con Trai, như một món quà tặng cho các fan của anh. Và theo thông báo từ phía nam ca sĩ thì MV chính thức là Một Thằng Con Trai sẽ được ra mắt vào lúc 20 giờ ngày 10 tháng 3. Và đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Jack sau khi ngừng hợp tác với nhà sản xuất KICM. Nam ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân, nguồn năng lượng nhỏ bằng âm nhạc mà Jack có, chúc tất cả bình an chiến đấu với dịch bệnh. Teaser dài 26 giây chưa tiết lộ nhiều nội dung MV ngoài hình bóng mờ ảo của một bóng hồng. Phía trước là chiếc siêu xe sang trọng, Jack cũng không xuất hiện trong teaser. Tuy nhiên, bấy nhiêu cũng là đủ để khan các fan hâm mộ của anh, của giọng ca Bến Tre xôn xao, nhất là khi sản phẩm mới được nhã hàng đúng dịp 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ. Khán giả không khỏi tò mò liệu đây là một bản rap đơn thuần hay là một ca khúc với màu sắc quen thuộc như trước đây. Theo bọc Mỹ, trước đó từ phía Jack, với sản phẩm đầu tiên của anh năm 2020, anh hợp tác cùng với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Trần Thanh Huy. Jack chia sẻ thời gian qua anh vắng bóng vì dưỡng sức khỏe, học thêm kỹ năng âm nhạc, đọc sách để tìm kiếm chất liệu mới. Jack nghĩ mình khá là tò mò về những điều mà trước đây chưa có thời gian để tìm hiểu, và đây chính là thời điểm thích hợp để Jack có thể giải đáp sự tò mò và tìm kiếm sự sáng tạo mới. Nam ca sĩ chia sẻ. MV từng được hé lộ với hashtag L1TCT, có nghĩa là Một Thằng Con Trai, viết tắt của từ là Một Thằng Con Trai như các đồm đốm. Theo đó, sản phẩm này anh sẽ chính thức công bố bằng tựa đề chính là Một Thằng Con Trai, vừa được phát sóng trên kênh YouTube Z97. Kênh YouTube Z97 có rất nhiều kênh YouTube, nó fax cái kênh này nha mọi người. Có thể đó là kênh của các fan của Jack tạo ra, nhưng kênh chính thức đó là kênh Z97, có hiện tại cái lượng subscriber khoảng 1,26 triệu subscriber và chỉ có là 3 MV. Mọi người nên chú ý điều đó. Đây là một kênh chắc chắn trong thời gian tới sẽ rất là hot luôn. Và cái MV lần này sẽ hứa hẹn là không thua kém gì với các MV đã đạt được 200 triệu view như là Sóng Gió, như là Hồng Nhan, như là Bạc Phận, như là Em Gì Ơi, vừa mới được chính thức cán mốc 200 triệu view. Đó là điều phấn khích giúp cho các fan, các đom đóm cực kỳ chờ đợi. Ok, cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn hãy chờ đợi là Một Thằng Con Trai của Jack. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.